Chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Thảo Hồ Family Cuộc Sống Mỹ. Chúc cả nhà một ngày mới thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và sức khỏe bên gia đình và bạn bè. Hôm nay đã là đầu tháng 12, tháng cuối cùng của năm. Vậy là chỉ còn khoảng 3 tuần nữa là đến lễ Giáng sinh rồi. Bên đây thì khoảng cuối tháng 9, đầu tháng 10 là các cửa hàng đã bắt đầu bán đồ trang trí Giáng sinh. Hôm nay mình mời cả nhà cùng mình đi dạo một vòng xem thử tiệm này bán đồ trang trí Giáng sinh gì nha. Chúc cả nhà xem video vui vẻ. Mình sẽ gặp lại cả nhà trong phần cuối video nha.
Nãy giờ cả nhà đã cùng mình đi xem thử những đồ trang trí Giáng sinh. Cả nhà đã chọn được cho mình những món đồ yêu thích nào chưa? Nếu chưa thì cả nhà hãy bắt đầu đi mua sắm để về trang trí cho nhà mình nha. Cảm ơn cả nhà đã cùng mình xem đến giờ phút này. Video của mình cũng dài rồi. Mình xin tạm dừng video tại đây. Nếu mà thích video của mình thì cả nhà hãy bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhớ ấn vào cái chuông để nhận được những video mới sớm nhất. Chúc cả nhà luôn vui, khỏe, hạnh phúc, bình an trong cuộc sống. Chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại trong video sau. Bye bye.